Trường Era School thì thành lập năm nay là năm học thứ tư rồi ạ. Và trong quá trình 3 năm học trước đây thì Era School là một trường dạy song ngữ với khá nhiều tiết tiếng Anh trong một tuần cho học sinh. Với học sinh tiểu học thì Era School thì rất là có nhiều các giáo viên nước ngoài có thể hỗ trợ các con 3 môn tiếng Anh, toán và khoa học. Nhưng tuy nhiên thì đối với học sinh cấp 2 thì cái việc giáo viên có thể là vừa quản lý được lớp học, lại vừa hỗ trợ được các cái môn nhất là khoa học và toán cho học sinh thì nó còn đang thiếu ở Việt Nam. Thế đấy, và khi mà được biết đến Nisai là Nisai có cái trường học online, có thể có những giáo viên từ nước ngoài về với các cái giáo viên chuyên về tiếng Anh cũng như toán và khoa học thì đấy là một điều tuyệt vời, và Era sẽ mong muốn được thử. Và trong quá trình thử đó thì cũng đã được 6 tháng ạ, 3 tháng học kỳ trước và 3 tháng học kỳ này, thì cái việc đó mình thấy là cái chất lượng đã được như là mình mong muốn về chất lượng giáo viên. Tuy nhiên còn một số các cái liên quan đến học tích hợp giữa là giáo viên có thể hỗ trợ được học sinh ở tại địa điểm này thì Era cũng đang hoàn thiện ạ. Mình có 3 điểm hài lòng nhất, là thứ nhất là mình được hỗ trợ về nhân sự một cách tối đa, cũng như chương trình học mình không phải lo nghĩ quá nhiều đến chương trình học và nhân sự. Cái thứ hai là về phía học sinh thì có 2 cái điểm rất là nổi trội, là các con làm quen với học tập công nghệ rất là tốt và các con trở nên chủ động hơn. Và với học sinh nữa là các con được học nhiều cái phong cách từ bên Anh về, chứ không phải là chỉ cái phong cách là học tiếng Anh tại Việt Nam. Trong gần 1 năm thì chị biết là hỗ trợ với học sinh, đó là một cái điều trải nghiệm rất là tuyệt vời với em. Bên cạnh đó thì em cũng đã gặp cái khó khăn, và dần thì em cũng đã tìm được cái bước để có thể giải quyết những cái khó khăn đấy. Thì sau đây em sẽ được chia sẻ nhất là bởi vì khi mà học đến Nisai, con sẽ học thêm 3 cái nền tảng như đây. Thì lúc đầu thì các con có chút bỡ ngỡ, không biết cách sử dụng nền tảng như thế nào, thì ngay từ ban đầu em đã phải giới thiệu và hướng dẫn cho các con cũng như là phụ huynh về cái cách sử dụng nền tảng sử dụng được học tập. Thì những anh chị có thể cũng đã biết thì là học sinh bây giờ các bạn ấy tiếp cận công nghệ rất là nhanh, nên là chỉ trong một cái thời gian rất là ngắn thì các bạn ấy đã chủ động trong cái việc vào lớp đúng giờ này, hoặc là tương tác với giáo viên và tìm hiểu những câu lạc bộ ở trong nền tảng. Ví dụ như là những cái bài tập hoặc là cái slide nội dung bài học, hoặc là những cái recording nội dung bài học thì đều tất cả đều dựa trên cái nền tảng học tập tất cả của một tổ mỗi bạn, nên các bạn đều có thể truy cập vào đó để có thể nó là cái tài liệu học tập cho bản thân mình. Và đối với giáo viên và phụ huynh thì sao? Thì giáo viên và phụ huynh thì sẽ có một cái cổng gọi là cổng customer portal, thì ở đó thì cả giáo viên và phụ huynh có thể truy cập vào để biết là cái tiết này các con học như thế nào, các con có truy cập tương tác với giáo viên hay không, tương tác với giáo viên hay không, có hiểu bài hay không, hay là tổng cộng có một cái chế hạn hay không. Ngoài ra thì với những vấn đề khác, ví dụ như là các con không nhìn thấy sai bài học hoặc là chưa vào được lớp, thì cũng sẽ có những cái đội ngũ support ở bên sai hỗ trợ rất là nhiệt tình, thế nên là mình có thể giải quyết được tất cả các vấn đề. Trước đây thì con cũng đã học ở trường Era School, nhưng mà những cái năm đầu tiên bạn đi học ấy, thì vì mình thấy rằng là cái trình độ của bạn ấy nó không thực sự là phù hợp với cái mức cấp độ của bạn ấy, cho nên là mình thấy là nó tiến bộ thì không nhiều lắm. Thế thì năm nay thì trường Era School có kết hợp với Nisai, thì đầu tiên thì cũng chia sẻ rất là thật thôi, các nhóm phụ huynh ở trong trường Era School mới đầu là cũng khá là phản đối, vì là trước đây là được học trực tiếp với các thầy cô giáo người nước ngoài, thế thì bây giờ lại là học online, thì không hiểu là đến mà ngày xưa học trực tiếp rồi mà bây giờ học online thì lại thế thì có hiệu quả không. Thì thực sự là các vị phụ huynh đã định là viết một cái đơn để gửi lên nhà trường là xin học trực tiếp, trực tiếp chứ không học online. Thế nhưng mà chính là sau khi bạn Tuấn An bắt học thì được khoảng 4 buổi, thì mình lại thấy rằng là có một cái cô giáo nói là có cái watch video đấy, tức là cái xem lại các bài học khóa. Thế thì tôi cũng mới tham gia vào trong đó và cũng xem lại những cái bài mà bạn ấy học với nhà trường, thì thấy rằng là nếu mà học như thế này thì cũng khá là hợp lý và cũng khá là hiệu quả với bạn ấy. Vì thực sự là như thế thì nó cũng sát với cái trình độ của bạn ấy.
Và sau khi mà học như thế rồi thì mình cũng dần dần mình xem là bạn ấy cũng được học về môn science này, học về math với design. Thì tức là cái level của bạn mặc dù là cái tiếng Anh nó chỉ là A1 thôi, nhưng mà học ở những cái môn đấy nó cũng dần dần, cấp độ nó dần dần, cho nên là bạn cũng nghe được và cũng hiểu được dần dần. Thì mình thấy rằng là học bằng cái chương trình online này cũng khá là hiệu quả và nó sát được với trình độ của các bạn ấy. Là thứ hai nữa là nếu mà bố mẹ hoặc là bản thân bạn ấy nếu mà muốn ôn tập lại ấy, thì cũng rất dễ dàng là trong cái việc mà xem các video để mà có thể xem lại, tự học ở nhà để xem lại, và bố mẹ cũng có thể là theo sát được con là biết con học cái gì. Một cái điểm nữa thì mình cũng thấy ở design này đấy là có một số hôm bạn cố, thì vì là trường của Erasmus thì nó cũng khá là xa, cho nên bạn không sang được trường học. Nếu mà bình thường như các năm trước là bạn sẽ bị off cái buổi đấy, tức là bạn sẽ không follow được. Thế thì vì là online cho nên là buổi mà bạn bị ốm mà thiếu ở nhà thì thậm chí bạn vẫn có thể ở trên giường ở nhà thì bạn vẫn nghe và vẫn theo được cô dạy. Thế cho nên là mình thấy là rất là khá hiệu quả. Và thực sự là một điểm nữa ấy, thì cũng phải chia sẻ là thực ra thì cũng có những cái cơ hội, bản thân mình ấy cũng có những cơ hội là tham gia rất nhiều các hoạt động quốc tế rồi, cho nên là mình thấy rằng là cái thứ nhất là cái chương trình của design mình cũng cảm thấy là nó cũng khá là gọi là chuyên nghiệp, và cái gọi là cái platform ấy, tức là cái nền tảng của cái design mà để các bạn đi tham để tham gia học ấy cũng khá là tốt.